mát đẹp kìa. Ờ, ngoài vô nè, ngoài vô nè. Bắt đầu đi xe Honda của ông nội nó kìa. Đi xe của ông ngoại không? Nè, cái xe Honda thấy ghê không? Ông chỉ xe là đẹp cái không? Xe, xe. Hồi này xe ông ngoại bụi quá, bụi ghê. Còn xe xịn kìa. Nè, ngoại vô nè, có đâu? Ai hỏi nó rồi nó chịu đi xe của ông ngoại không? Đi này không? Ghê không? Xe gì kìa? Bụi ghê không? Chịu đi không? Chịu không? Ok không? Nắng nó kìa. Một là xe ông ngoại, hai là xe du lịch, sẽ chọn xe nào? Xe du lịch đẹp ghê không? Điện đó em. Điện rồi, điện rồi. Qua bãi có ngõ hay là gì rồi đâu? Mấy khỉ nào? Đó. Điện ra la nè. Vừa theo ông bác sĩ hả? Thì ông đây vậy thì ở nhà hả? Xe ba Hải nè. Ông ngoại lên xe du lịch nha. Ba Hải lấy xe, ông ngoại chở đi. Được không? Ông ngoại lên nha. Ba Hải lấy xe. Bỏ cái chân đó. Bỏ cái gì? Bỏ cái chân. Bỏ cái chân hả? Bỏ chân lên nè, ông ngoại bỏ chân lên nè. Có gì đâu, chị ba Hải quay chị bút chị lớn chị coi chị cười luôn. Nó xe xịn ghê không? Xe cậu hai vàng mà trắng xịn ghê không? Xin rõ hết để vậy ra ra Hải thân ra. Cái khăn đó mà nó cũng dành đó là của mẹ nó đó chứ không phải của bà ngoại. Nè, nè, đi đi ra trèo lên đây chở nè. Đi đi Hải lấy xe này nè, đi đi. Xe ba Hải đâu? Đó, xe ba Hải đó. Hay đi xe này, đi xe nào? Đó, xe ba Hải nè. Con bảo mày đái thì vô bốc vông hay gì lâu à? Mẹ ra ông bán bố hả? Hả? Chạy ra ông bán mẹ rồi. Ai, bố chạy hả? Ừ. Trời ơi. Mày không nói mấy ngàn? Sáng rồi nói 3 ngàn. Ừ, bà ừ. Bà không biết 3 ngàn rưỡi mà sáng giá chưa lên. Nó chạy ra vài chốt bảo 4 ngàn rồi mà nó bán ra 4 ngàn mẹ rồi. Phải không? Vậy mà nó nói chạy qua bãi trà tưởng đâu mày nó đi qua quanh vườn hả? Vậy hả? Hả? Ta tưởng là qua vườn ông ngoại. Em có lấy cái khăn hay cái gì không? Khăn không? Ý là cho gì nó nằm hay ngủ gì không? Cái gói à, bị cái mà biết sao mấy con giao tiền liền nó báo giá cho 4 ngày rồi đó. Hả? 4 ngày mới rồi ba. Đi đâu không đi vậy? Đi gì? Sáng nó báo 5 ngàn rồi, cũng chốt 3 ngàn. Sao vậy? Chiều đi, ổng không nghĩ đâu ngủ lắm chứ gì đâu, ai nhà ổng kêu vô làm liền. Sợ gì? Em sợ gì? Vì gì cắm? Ổng nói để con về chỗ chạy kho, hả có lên thêm thì con chạy ra con. Anh đây, đem heo chạy nước uống.